Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái đầu này. Đầu này dành cho máy bơm dầu hoặc là motor kéo ha. Hút nước ao hồ, hút trong nông nghiệp ha. Lượng nước của nó tối đa là 33 khối một giờ ha. Vòng quay của nó là 3.600 vòng. 3.600 vòng nha. Cho nên là mọi người xài thoải mái luôn. Ở đây thì xài cho máy máy thông thường người ta hay xài cho máy dầu hoặc là máy motor kéo dành cho tưới tiêu, tưới vườn ha. Đây. Đây là cái bộ roang đi theo của nó, roang này xíu nữa gắn ở đâu mình sẽ nói luôn. Đây là club B. Club B này bằng nhựa ha, nhưng mà rất là chắc. Đảm bảo 100% là không bao giờ xì và mất nước. Nó đóng rất là kín ha. Hai món. Tiếp theo là đây là cái đầu này là đầu đầu co. Đầu co này để khi mà mình chặn bên nào thì mình sẽ quay nó về bên đó ha. Tiếp theo đây là con cái đầu bơm. Đây là hai cái đầu nối. Đó. Nó có nhiêu đây thôi. Thì đây thì mình nói ha, nó sơ qua đây đây, nó là model của nó. Ba mươi tới 30 khối tới 1 giờ, tùy vào cái công suất chạy của máy bơm ha. Chỗ này là cái đường xả này, bên mình bán này, cái này ra thị trường giá là 850.000 cho mọi người một bộ như vậy. Xả rất ok, bảo hành là 6 tháng. Đây đây là cái đầu này là nó ở đây nó có một cái roang cao su ha, 4 cần ha. Và kèm theo là 4 con ốc. Đây khi mà bạn để thì mình để trên này. Đấy. Mình để ở trên đây. Rồi mình sẽ xiết cái đầu vào. Thì ví dụ bạn cái đường ống của bạn cái này thì cố định nè ha, nó có đế vặn lỗ vặn ốc vào đế của mình để kéo rồi, máy kéo này. Cái lò 2 sợi dây ha, mọi người chắc xài máy đầu hút kiểu nông nghiệp này mọi người biết đó ha. Thì đây đây là cái đoan cao su này ha, mình đặt lên đây rồi thì cái này là đầu này, đầu con thỏ này. Bạn muốn quay hướng nào thì quay thôi. Nó là như vậy này, đó, mình đi bên này hoặc là mình xoay này ha. Đó thì mình vặn thôi. Thì đầu hút vào của nó là ở đây. Và đầu ra ở đây, đầu ra này thì mình xoay hướng nào cũng được ha. Còn vòng quay của nó thì có một tên nó sẽ quay theo chiều này. Đó. Thiết bị này bộ bên mình bán ra là bao gồm là một thùng đầy đủ ha, một cái đầu bơm hút này, một cái đầu nối để nối ống này, ống này là phi, này là phi này là phi 49 này mọi người ha. Hai cái đầu răng, hai cái đầu nối. Đó, khi đầu nối này thì sẽ kèm theo hai cái loa cao su, mình đưa vào đây và mình vặn vỏ đây, mình vặn vào thôi. Đó, như vậy. Còn đầu này là mình gắn ống vào ha. Bơm tưới tiêu, bơm công nghiệp, bơm trực tiếp rất là mạnh cho mọi người. Phải gọi là bao xài 30 khối 1 giờ ha. Tuyệt vời, mình có cái loại lớn hơn nữa, loại SU100. Này SU50 thì là 850.000, SU100 thì nó là 1.750.000. Loại lớn thì mình để trong thùng mới, mình chưa khui. Ở đây nó có cái van một chiều. Đây van một chiều. Thì nước nước này là hút vô, đường này hút vô thì nó sẽ vô được, khi nó bị dồn ngược lại thì nó sẽ không có bị dồn ngược lại ha. Tránh trường hợp nó bị ép quá, lốp bê quá. Đó. Nó là như vậy. Mà gang cho mọi người bao xài ha. Xài thoải mái. Đế thì có chân bắt ốc rõ ràng đây. Ok, như vậy thôi. Nếu mọi người mua hàng thì cứ liên hệ số điện thoại mình ha. Mình sẽ cung cấp và ship hàng toàn quốc. Bên mình ship hàng nhiều rồi cho nên mọi người không phải lo vấn đề gì cả. Đấy. Mọi người không phải lo cái vấn đề gì về chất lượng sản phẩm ha. Bên mình bao. Lỗi là bên mình sẽ đổi cho không có trục trặc gì hết. Đây, đầu bơm mà của nó ngoài hộp ha. Thì có gì thì mọi người cứ alo. Và link đặt mua sản phẩm này mình có để ở dưới ha. Mình có để cái link ở dưới á. Bạn có thể truy cập vào web vào đó để mà xem được thông tin chi tiết của đầu bơm SU50 này ha.